Thưa quý khán giả, liên quan đến vụ chém đứt lìa chân xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 26 tháng 8 thuộc ấp 3, xã Suối Ngô, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đối tượng gây án đã đến cơ quan công an đầu thú. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác minh và truy bắt 8 đối tượng có liên quan. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, công an huyện Tân Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Chí Đẹp, 21 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng 8 đối tượng liên quan cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để phục vụ điều tra. Trước đó, lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8, tại địa bàn ấp 3 xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Vũ Văn Thanh Đê, 16 tuổi, điều khiển xe mô tô biển số 70L6-4186 chở Nguyễn Hoài B, 14 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, đi đến xã Suối Ngô chơi. Cả Đê và N uống cà phê đến 21 giờ thì ra về. Đang đi trên đường về nhà, đến khu vực ấp 3, xã Suối Ngô thì bị nhóm thanh niên khoảng 10 người mang theo hung khí đứng chặn đường đánh. Sợ hãi nên Đê điều khiển xe lách qua giải phân cách cứng, chạy ngược chiều nhằm tránh nhóm thanh niên này để về nhà ở xã Tân Hòa. Vừa chạy được khoảng 100 mét thì Đê bất ngờ bị một thanh niên khác dùng hung khí nghi là rựa chém trúng vào chân phải, làm chân Đê bị đứt lìa, rơi lại hiện trường và sau đó Đê được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Suối Ngô phối hợp với công an huyện Tân Châu đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, xác định nhóm thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích trên có độ tuổi từ 13 đến 21 tuổi. Võ Chí Đẹp đến công an xã Suối Ngô đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc. Qua test nhanh cho thấy kết quả Đẹp dương tính với ma túy. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận Đẹp là người trực tiếp dùng rựa chém gây thương tích cho Đê. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do nhóm của Đẹp nghi ngờ Đê và B là chung nhóm thanh niên ở xã Tân Hòa đã có mâu thuẫn trước đó, nên nhóm của Đẹp đã chặn đường đánh, chém anh Đê và B. Công an đã thu giữ các hung khí gồm cây gỗ, rựa. Trong khi đó, theo ghi nhận nhanh của chúng tôi thì đa số cha mẹ và người thân của các thanh niên này đều có cùng câu trả lời là không biết con mình đã làm gì, bất ngờ trước những hành vi vi phạm pháp luật. Tối xảy ra chuyện em cũng không biết luôn, ngủ ở nhà. Rồi mấy chú công an xã mới vô rồi mới mời. Em giờ còn chứng hình cái vụ của nó nữa kìa. Hồi đó em hồi trước tối làm, em nghe người ta nói, cái đầu nghĩ là em mình đâu có em cỡ vậy. Rồi giờ về mới tá quả ra là nó. Lại cho bố mẹ ông thiếu quan tâm con cái á. Dẫn đến rồi con cái lêu lổng chơi bời rồi hư thân, giờ tuổi mới tuổi 14, 15 mà giờ phải mang thương tật suốt cuộc đời. Với cái vụ việc xảy ra thì quan điểm của công an huyện Tân Châu là sẽ tập trung làm điều tra quyết liệt và sớm để đưa cái vụ án này ra xét xử nhằm phục vụ cho cái việc răn đe phòng ngừa cái những cái hành vi như thế để xảy ra trong thời gian tới. Và cũng nhân qua đây cũng đề nghị các cái bậc phụ huynh là tăng cường cái việc giáo dục quản lý con để tránh những cái việc gây ra đáng tiếc xảy ra, ảnh hưởng đến vấn đề vi phạm pháp luật cũng như là cái hậu quả đáng tiếc như đã xảy ra. Chắc chắn mức xử phạt thích đáng cho từng đối tượng. Tuy nhiên, có thể thấy các vụ phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên đang là hồi chuông rất đáng báo động, đòi hỏi không chỉ có lực lượng công an mà cần có sự quan tâm hơn nữa của gia đình, của các cấp, các ngành và toàn xã hội.